Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Thuần Trong Quyền Tôi của mình. Các bạn thân mến, thì hiện tại mình đang có mặt ở cầu Pá Uôn của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La các bạn nhé. Thì thực trạng của cây cầu Pá Uôn thì bây giờ nước của nó rất là cạn rồi mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái video để lại những kỷ niệm cây cầu này đã cạn đến như thế nào rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ bay flycam để xem cây cầu này mức độ nước cạn nó sẽ như thế nào đó mọi người nhé. Bây giờ thì lên thôi nào. Đây các bạn ạ, thì các bạn đã thấy thì cây cầu này rất là cạn luôn các bạn ơi. Thì bây giờ theo thực trạng của cây cầu này thì theo mình quan sát thì cây cầu này nước nó cũng cạn cũng kha khá rồi, gần 100 mét rồi các bạn ạ. Đây mọi người có thể quan sát này. Với cả hiện trạng bây giờ thì tình trạng mất điện của bà con nơi đây cũng khá là trầm trọng luôn các bạn ơi. Với cả vào cái mùa này thì mưa nó cũng đang rất là ít các bạn. Các bạn thân mến, thì theo hiện trạng của con đập con sông này chảy ra thủy điện Sơn La thì bây giờ đang thiếu rất là nhiều nước, hầu như là bên thủy điện Mường La không có để lũ để xả luôn các bạn ạ. Trước là cái mực nước của nó sẽ chạm đến thành cầu rồi các bạn ơi, bây giờ thì nước nó giảm rất là nhiều. Nên là mọi người có thể nhìn cái cầu này, nó cao chót vót luôn. Đây các bạn có thể thấy là mấy cái hòn núi ở ngay giữa cái dòng sông này. Các bạn cũng có thể thấy là cái mực nước nó giảm đến cỡ nào rồi. Trước là nước nó sẽ ngập đến cái chỗ chân nhà của người dân luôn. Mình cũng không nghĩ là nước nó cũng sẽ cạn như này các bạn ạ. Vào cái mùa này thì mưa nó rải rác các bạn ơi. Chỗ mưa chỗ không mưa bây giờ thì cái chỗ
chỗ này thì đây, mọi người có thể xem là thấy hiện ra một cái chỗ mỏm đá này, trước là cái vạch nước của nó lên đến tận chân đảo luôn các bạn ơi.